Các bạn thì vừa mới cập nhật phiên bản 5.0 của game Genshin Impact thì chúng ta có một cái sự kiện khá là lớn, đó là sự kiện dấu vết nghệ thuật. Ở cái sự kiện dấu vết nghệ thuật này thì nó có những cái nhiệm vụ nhỏ ở trong đó và mình sẽ để cái timeline nha anh em, tức là anh em nào mà đang cần tìm cái nhiệm vụ nào thì các bạn có thể nhắn vào cái timeline mình để bên dưới nha, để cho anh em có thể biết được cái khung giờ nào thì mình sẽ làm nhiệm vụ nào nha. Thì mình sẽ chia từng phần video ra. Và nhiệm vụ này thì nó có 3 phần. Để cái mục đích của nhiệm vụ này là cho anh em hiểu hết được cái nói chung là cái bối cảnh của cái game này, cái việc chụp ảnh động vật rồi khung cảnh rồi khiêu chiến rồi về Thất Thiên Thần Tượng, nó nhiều cái lắm. Đầu tiên là cái nhiệm vụ Thất Thiên Thần Tượng nè, thì anh em phải đi mở cái Thất Thiên Thần Tượng này nha để mới hoàn thành được cái nhiệm vụ. Thì bây giờ mình sẽ đi mở luôn nha các bạn, và cái này sẽ không có chia timeline nha, tại vì cái này nó cũng rất là bình thường. Đi mở rồi bắt đầu mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái nhiệm vụ sau ha. Thì từ chỗ mình đang đứng thì mình cứ đi theo lối mòn thì nó sẽ có đường lên trên đây nha, anh em không cần phải leo núi cho nó cầu kỳ nha. Và anh em đang trong trạng thái nhập thể thì các bạn không thể mở cái Thất Thiên Thần Tượng này được, thì các bạn bắt buộc phải nhấn giữ phím E. Sau khi nhảy lên thì các bạn mở Thất Thiên Thần Tượng thôi, cũng khá là đơn giản nha các bạn ha, không có gì khó hết. Rồi ok, sau khi mà mình mở được cái Thất Thiên Thần Tượng xong thì bây giờ mới bắt đầu vô cái phần hướng dẫn các bạn nè. Đầu tiên thì cái phần thử thách to nhất luôn, đó là đường nét diện mạo. Thì cái này nó giống như là một cái khiêu chiến mà bay nhảy mà thường mình hay xem á các bạn. Thì anh em lại gần đây thì anh em không sử dụng nhân vật của mình để mà kích hoạt cái nhiệm vụ được, cho nên anh em phải nhấn phím T để biến thành cái con Saurian này để mình có thể nhận cái nhiệm vụ nha. Thì sau khi mình nhận cái nhiệm vụ thì mình nhấn vô chữ khiêu chiến thì bắt đầu là mình sẽ đi thu thập những cái đồng xu. Thì cái này cũng rất là đơn giản thôi, nếu mà anh em hiểu nguyên lý chơi của nó thì quá dễ luôn ha. Ok, bây giờ thì mình sẽ nhắn vô khiêu chiến cho bạn xem ha. Đầu tiên thì anh em phải thử cái con gồng đất đó các bạn. Thì cái con gồng đất này thì nó có thể di chuyển ở trên những cái mặt đất, nói chung là vậy, vậy nó dễ hiểu là vậy ha. Nó có thể leo núi đồ rất là đơn giản. Rồi anh em nhập những cái đồng xu, sau đó anh em nhấn chiêu vào, thì khi mà anh em nhấn chiêu vào thì nó sẽ tự động nó nhặt cho các bạn. Nói chung là khi anh em nhấn chiêu vào thì nó sẽ tự động chạy và nhặt ha. Bây giờ thì với những đồng xu mà đang bay gì nè thì các bạn phải đổi sang cái con nói chung là cái con hệ thảo này để mà anh em có thể bay nhặt những cái đồng xu. Thì cách bay như thế nào thì anh em nhấn phím Q để bay theo giống như là kiểu đu cọng dây ở bên Subaru vậy đó các bạn. Dễ thôi ha, không có gì khó hết. Rồi anh em cứ nhấn phím Q. Khi nào có dây thì nó sẽ đu lại cái dây của phím Q. Còn khi nào mà không có thì nó sẽ bay không. Rồi tới đây thì leo núi là lại đổi tiếp sang con gồng đất. Ok, thì gồng đất thì các bạn muốn leo núi á, thì các bạn nhấn phím Q. Rồi sau đó nhấn cái nút di chuyển. Thì các bạn đồng thời anh em có thể nhấn phím cách để mà mình có thể chạy nha. Nhưng mà nó chỉ ưu tiên ở trên mặt phẳng thôi. Ví dụ như anh em đang chạy trên tường mà anh em nhấn phím cách đó, thì các bạn sẽ bị rớt xuống ha. Nói chung là lúc đầu thì mình cứ nghĩ là nó sẽ bay được trên tường, nhưng mà không phải ha. Rồi, cũng khá là đơn giản thôi. Đó, mình nhặt thiếu đồng xu vẫn ok nha. Mình không biết sao nhưng mà mình thấy mình nhặt thiếu đồng xu thì nó vẫn ok. Nó không có gì mà mắc điểm hết, nó vẫn được ít ít rồi các bạn. Rồi, như vậy là xong. Mình đã được ít ít nha anh em. Nói chung là mình bỏ một cái đồng xu thôi, cũng không có gì. Đó, ok. Thì cái nhiệm vụ này dễ cho nên là mình sơ ngang thôi nha anh em. Còn cái phần 2 thì mình cũng sẽ cắt bỏ luôn nha. Mình vừa làm xong phần 2 luôn nè các bạn. Vậy là nói chung là mình đã được mở cái, nói chung là mở sáng cái này là mình đã làm xong rồi nha các bạn. Ok, tiếp theo là mình đến với cái một cái sự kiện, một cái nhiệm vụ nhỏ là đường nét chiến đấu. Nó cũng dài nha các bạn. Nói cho anh em dễ hiểu là cái nhiệm vụ này thì nó yêu cầu các bạn phải đánh quái ở trong một cái vòng khu vực này nè. Đó, thì các bạn đánh 4 ải nha. Thì cứ mỗi lần đánh xong một ải thì nó sẽ có cái ải kế tiếp. Đó, để cho mình đánh thì hình như tổng là 4 ải nha các bạn. Và cái ải cuối cùng thì anh em phải đánh boss. Và cái ải cuối cùng thì thật ra thì mình phải phải nói các bạn cái ải cuối cùng thì anh em lưu ý nha, để hoàn thành nhiệm vụ nha, có nhiều bạn là hiểu lầm. Rồi một hồi tới đó thì mình sẽ nói cho các bạn sau. Đầu tiên thì anh em sẽ đánh xong cái bảy quái này. Lưu ý là anh em nên chơi đội hình mạnh nhất nha, để đẩy quái càng sớm càng tốt như các bạn.
tại vì những con quái này nó cũng nó không có mạnh mà nó khó chịu bạn, nó hơi châu châu xíu bạn, nó hơi lâu xíu. Rồi ok, rồi đánh xong bảy quái này thì mình lại tiếp tục di chuyển theo cái hình mà cái hình hai cái kiếm các bạn, thì mình lại tiếp tục tìm đến cái địa điểm đánh nè ha, anh em có thể thấy ha. Thì mình đánh xong địa điểm này thì mình lại đi tìm cái biểu tượng hình hai cái kiếm trên bản đồ nữa. Riêng cái màn này thì nó sẽ cho tụi mình bay lên nha các bạn. Đây, nó bay lên để mà đi qua cái chỗ đánh thứ ba. Thì cái đánh này thì nó cũng đơn giản ha, cái này nó cũng đâu có chỉ gì đâu, nói chung là anh em di chuyển tới thì đánh thôi. Nhưng mà bây giờ là mình sẽ tua luôn nha các bạn, mình đánh cái con này thì mình sẽ không có để gì, mình sẽ tua qua luôn nha. Và cái màn cuối cùng thì bạn phải đánh cái con boss mới này, và lưu ý cho anh em cái con boss mới này là như thế nào. Thì khi mà các bạn đánh cái con boss mới này á, tức là nó yếu xìu à, các bạn đánh á, đừng có để là cho nó ngẫm luôn, mà các bạn phải cho nó biến thành con rồng nhỏ á, để cho nó bay lên, rồi các bạn phá giáp nó, cho nó rớt xuống thì mới hoàn thành cái nhiệm vụ nha. Chứ còn các bạn cho nó đai luôn thì quá dễ, con này quá yếu ha. Bây giờ mình sẽ cấu rẻ nó để cho nó khó chịu quá, nó bay lên trời nha các bạn ha. Thì chung nó khi nó mắc một cái lượng máu nhất định thì nó sẽ bay lên thôi. Giờ là mình đang cấu giáp đó. Thật sự là mình cầm Gaiden Shogun mình không dám mấy cho nó luôn các bạn. Mình quýt nhẹ thôi, mình nó kiểu nó giấy quá trời rồi đó. Thì bây giờ thì khúc này nó đau quá thì nó sẽ biến thành con rồng con, nó sẽ bay lên. Ok, tiếp theo là các bạn muốn phá giáp thì các bạn phải sử dụng nhân vật hệ thủy. Nếu anh em không có nhân vật nào hệ thủy hết thì các bạn có thể xài Bubbra. Đặc biệt là nhớ né skill nữa nha, đừng để nó đánh đau lắm. Rồi ok, thì các bạn liên tục phá giáp nó bằng nguyên tố thủy nè. Các bạn có thể thấy khúc giáp của nó đang mất dần đi không? Đó, vậy thì khi khúc giáp của nó mất dần đi á, thì các bạn cứ cấu rẻ nó bằng nhân vật hệ thủy ha. Thì khi nào mà nó gớt xuống như vậy đó, chỉ cần nó gớt xuống thôi là các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, không cần đánh nó đai đâu nha anh em. Rồi các bạn có thể thấy nè, đây đó, đây là cái phần cuối cùng nha bạn, nó để là phá lá chắn của bạo chúa thôi, các bạn không cần phải đánh xong nó cũng được nha các bạn. Thì đây đó, ok giờ tha cho mày luôn, nó chơi chứ nãy mình cũng lụm nó rồi anh em ơi. Ok, tới cái nhiệm vụ tiếp theo. Cái nhiệm vụ tiếp theo mà mình làm đó chính là cái nhiệm vụ chụp ảnh cái con chụp ảnh tê giác cổ dài. Thì cái sự kiện này nó cũng rất là đơn giản nha bạn, chụp ảnh tê giác cổ dài với hai động tác khác nhau, thì mình nhắn chữ chiến đấu thì nó sẽ hiện cái màn ảnh ở ngoài đây. Mình sẽ dịch chuyển qua cái thất thiên thần tượng nha các bạn, anh em dịch chuyển qua. Ok, sau đó tới chỗ á, thì các bạn di chuyển theo mình, anh em hướng về đây thì các bạn sẽ thấy là có hai con tê giác cổ dài vậy các bạn. Con này giống như là thời tiền sử vậy đó anh em, mấy con khủng long á bạn. Mình lúc đầu mình tưởng nhìn giống hươu cao cổ, nhưng mà bây giờ mình nhìn thấy nó giống khủng long ngày xưa bạn, khủng long cổ dài. Rồi ok, tới đây thì các bạn nhấn phím B để mở cái giao diện lên để lấy cái máy ảnh. Thì anh em lưu ý anh em phải làm xong nhiệm vụ nó mới cho anh em cái máy ảnh nha, cái nhiệm vụ ma thần á. Rồi không cần làm xong, làm tới cái đoạn đi vô cái làng là nó đã cho cái máy ảnh rồi. Thì khi mà các bạn được cái máy ảnh rồi thì anh em nhấn phím Z để mở máy ảnh lên. Anh em nào chơi trên điện thoại thì có thể nhấn trực tiếp vô ha. Rồi khi anh em nhấn lên như vậy thì nó sẽ chừng nào nó hiện cái dòng màu xanh thì các bạn cứ chụp ha. Rồi như vậy là được một cái rồi. Ok, tiếp tục mình di chuyển qua con bên đây ha. Tức là chụp hai trạng thái khác nhau, thì hai con mình nghĩ là nó sẽ có hai trạng thái khác nhau các bạn. Rồi anh em nhấn phím Z mở máy ảnh lên. Đó, rồi anh em dơ lên. Đó, nào nó để là màu xanh lên thì các bạn cứ chụp nha. Chừng nào nó hiện chữ đã chụp rồi thì anh em phải chụp tấm khác nha. Rồi ok, như vậy là xong nha các bạn, rất là đơn giản ha. Ok. Ok, tiếp theo là mình sẽ làm một cái nhiệm vụ khác nha các bạn. Đó là cái nhiệm vụ kế bên luôn nè. Điểm ngắm cảnh con của tiếng vang, cái này rất là dễ luôn ha. Cái này thì các bạn chỉ cần dịch chuyển qua một cái điểm dịch chuyển, nó nằm ở ngay trong cái làng mà lúc đầu mình vô á. Anh em dịch chuyển qua. Em dịch chuyển qua thì các bạn có thể thấy là nằm trước mắt các bạn luôn. Anh em mở điểm ngắm cảnh ở đây là xong. Có gì đâu, rất đơn giản ha. Ok, tiếp theo là một cái nhiệm vụ nữa.
Thì cái nhiệm vụ này mình nhận là mình đã làm xong rồi nha các bạn. Ok, tiếp theo là một cái nhiệm vụ nhỏ nữa. Thì cái này cũng là một cái nhiệm vụ chụp ảnh luôn. Thì anh em chụp ảnh cái con Tép Ly Non. Thì cái con này là cái con gồng gồng đất đi, mà mình gọi gồng đất là cho dễ. Con gồng đất non thì các bạn dịch chuyển qua kế cái máy ảnh nha. Khi anh em nhắn cho bản đồ thì nó cũng hiển thị một cái máy ảnh ở ở chỗ này. Các bạn cứ mở điểm dịch chuyển ở đó, anh em bay lại kế bên là được ha. Rồi anh em đứng ở đây, anh em nhắn phím Z, anh em mở cái máy ảnh lên. Rồi các bạn dơ lên. Nào, ở đây nó có hai con nha, các bạn chụp một con. Rồi anh em lại tiếp tục dơ máy ảnh lên. Chừng nào nó để chữ đã chụp này nè, anh em đừng chụp nữa, anh em dơ con khác nữa. Rồi vậy là xong hai con, tức là hai con cho nó hai cái trạng thái khác nhau là được nha các bạn. Rồi ok, anh em mở lên, vậy là mình cũng hoàn thành xong rồi nha các bạn. Ok, vậy là bây giờ tới cái phần cuối cùng, đó chính là nguyên liệu thu thập sen đá Saurian. Thì anh em nhấn chiến đấu thì nó sẽ hiện cái hoa ở đây. Thì anh em không có chỗ nào anh em đi qua đó mau đâu. Thì bạn tôi nghĩ là anh em phải dịch chuyển về cái điểm cái Thất Thiên Thần Tượng á. Rồi ok, mình sẽ dịch chuyển qua Thất Thiên Thần Tượng nha các bạn. Ok, sau khi qua xong thì từ cái điểm dịch chuyển nè, đó, các bạn di chuyển về cái hướng này cho mình. Anh em nhắm với cái hướng mấy con tê giác cổ dài á, các bạn bay xuống. Rồi anh em nhớ là di chuyển theo cái hướng của mình nha. Thì cái hướng này á, các bạn sẽ tìm được 4 cây sen đá nha các bạn. Và mình phải thu thập 6 cây sen đá thì nó mới ok. Thì mình thu thập 4 cây trước cũng được. Sau đó xuống dưới mình thu thập 2 cây cũng là ok nha các bạn. Ok, đây là một cây nha các bạn. Rồi ok, tiếp tục mình di chuyển lại đây thì sẽ có một cây nữa là 2 cây. Nó cũng nằm ở kế bên thôi các bạn. Đây, ở đây nó có 2 cây nữa là 4 cây. Ở đây thì tổng quan thì nó chỉ có 4 cây thôi, không biết là nó còn không nhưng mà mình thấy nó chỉ có 4 cây thôi. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi qua cái chỗ mà nó đánh dấu nha các bạn. Cái chỗ đánh dấu thì sẽ có nhiều hơn nhưng mà mình chỉ cần nhặt 2 cây nữa là đủ nha các bạn. Ok, anh em cứ chạy thẳng về cái hướng mà cái bản đồ mà nó có đánh dấu cái bông hoa các bạn. Rồi anh em đi thẳng về là được. Lúc đầu thì mình tưởng là nó nằm ở trên nhưng mà không phải nha các bạn, nó nằm ở dưới. Cái khúc này là mình đang bay mình tìm ở trên nhưng mà nó không có. Mình nghĩ là nó ở trên giống như bên kia nhưng mà nó nằm ở dưới nha các bạn. Ok. Đó, mình cứ chạy thẳng qua cũng được, hay là mình xuống dưới mình đi cũng được nha các bạn. Thì lúc đầu thì mình tưởng nó nằm ở trên tại vì cái khu vực này thì nó cũng nằm trong cái chỗ mà khoanh vùng á các bạn. Rồi ok, mình đi xuống dưới nha, trên đây không có rồi. Ok. Khi bạn quay xuống dưới á, thì hai cái cây này nó sẽ nằm sau lưng của các bạn nha. Đây, nó nằm sau lưng này các bạn. Rồi, một cây. Còn một cây cũng kế bên luôn nè các bạn. Rồi, 2 cây. Như vậy là đã xong rồi nha các bạn. Đã hoàn thành thu nhập sen đá Saurian. Ok. Và bây giờ thì mình đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ của cái màn gọi là ngày đầu tiên của cái nhiệm vụ dấu vết nghệ thuật nha các bạn. Và hai cái màn sau thì một ngày sau thì nó mới mở khóa ha. Thì chừng nào mà nó mở khóa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nữa ha. Rồi ok, mình đã hoàn thành full rồi. Cái này là còn một ngày gửi, cái kia còn 3 ngày. Rồi ok, thì mình sau đó mình sẽ làm, anh em nhớ là đăng ký kênh lại nha. Còn bây giờ các bạn có thể thấy là ở cái phần quà tặng sắc màu này thì các bạn nhận được một cái pháp khí 4 sao sừng rượu văn xanh đó. Thì ngày đầu tiên thì các bạn đã có thể nhận được rồi nha, nhớ là like cho mình nha, like cho mình nha, cảm ơn anh em rất là nhiều.